Hello, xin chào tất cả các bạn. Quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ quay trở lại solo một mình ở u trời cái thanh niên kia. Gửi đến tất cả quý vị lãnh đạo cùng toàn thể hơn 800 anh em có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và chúng ta đã xem qua lý giới thiệu về hạ tầng và cũng như một số thông tin ý tưởng từ việc hình thành của dự án Asiana Capella. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần đặc biệt nhất của chương trình, đó là những thông tin chi tiết của dự án, phần mà chúng ta đang rất là chờ đợi, đúng không ạ? 8 yếu tố. Và trong tờ rơi đợt 1 hiện nay chúng tôi cũng đã đính kèm lên sẵn hết rồi. Trong tờ rơi đợt 1 chúng tôi sẽ làm những cái mẫu tờ rơi nó sẽ đẹp hơn bình thường và nó sẽ có 8 yếu tố giá trị ở trong đó. Thứ nhất, vị trí hoàng quận 6, tiếp giáp tờ đầu Võ Văn Kiệt. Ở giai đoạn 1 chúng ta sẽ đánh thẳng vào căn hộ Asiana Capella, vị trí quận 6 kết nối Võ Văn Kiệt. Ở giai đoạn 2 thông điệp nó sẽ thay đổi. Thông điệp thay đổi là trung tâm chợ lớn. Các bạn đang thấy là trung tâm chợ lớn kết nối đại lộ Võ Văn Kiệt các bạn. Thứ hai, dự án của chúng ta nằm ở tại khu dân cư Bình Phú, dân cư và tiện ích hiện hữu. Hồi nãy thì các bạn đã thấy những cái tiện ích bên trong khu dân cư Bình Phú rồi. Và cái giá trị đất và cũng như cộng đồng dân cư rất là cao cấp, biệt thự, villa, nhà phố, giá rất là cao. Thứ ba, giá trị đầu tư cao. Hồi nãy chúng ta đã xem qua 6 yếu tố để hiến quận 6 trở thành một viên ngọc sáng rồi. Thì sẽ thấy là nhu cầu nhà ở tại đây rất là lớn và nguồn cung khan hiếm. Chắc chắn trong tương lai giá không bao giờ giảm và thậm chí tốc độ tăng nó còn nhanh hơn. Tại vì chúng ta đang nằm ở giữa khu vực có mật độ dân số cao nhất, số lượng dân số cao nhất, kết nối thuận tiện nhất, thì chính vì ở đó mà cái tốc độ giá nó sẽ cao. Tuy nhiên do số lượng giao dịch thấp, vì vậy chúng ta không cảm nhận được cái thị trường thôi, nhưng mà giá nó rất là cao. Thứ tư, dự án thứ ba là dự án duy nhất áp dụng mô hình căn hộ ở cộng kinh doanh với 4 dòng sản phẩm nha. Đối với những dự án khác chỉ có 2 dòng thôi, nhưng mà đối với chúng ta là có 4 dòng sản phẩm sở hữu lâu dài và thiết kế cực kỳ thông minh, là có tầng lửng để cho khách hàng có thể ngủ ở trên đó và kinh doanh ở phía dưới, không ảnh hưởng gì về cái hoạt động riêng tư và cũng như là hoạt động kinh doanh. Yếu tố thứ năm đó chính là tiện ích bên hiên. Hồi nãy chúng ta thấy rồi, trong 5 phút, 10 phút và 15 phút gần như tất cả có đầy đủ, không cần phải lo gì cả. Từ khi chúng ta sinh ra cho tới khi chúng ta nằm xuống luôn. Sinh ra thì có bệnh viện Hùng Vương lo rồi. Đó mà ha. Lớn lên chơi bời thì sao? Rất là nhiều. Và ở đây có một cái bar khá là nổi tiếng. Đó là bar 2000. Thì các bạn nếu như mà bạn muốn khám phá trải nghiệm thêm nữa sau khi các bạn ăn ở khu cư xá thì tôi xin giới thiệu các bạn ghé khu 32000 các bạn lại chơi. Yếu tố thứ 6 đó chính là bên trong của chúng ta thì có tổng cộng 3 phân khu 18 tiện ích tối ưu hóa nhu cầu ở và kinh doanh. Yếu tố thứ 7 đó là nội thất cao cấp, thương hiệu đến từ các nhãn hiệu đa quốc gia và cũng như là thương hiệu lớn ở tại Việt Nam. Và thứ 8 đó là thương hiệu chủ đầu tư cũng như là các đơn vị đồng hành bao gồm ngân hàng Indo Vinapank và cũng như là Đất Xanh Miền Nam, một trong những đơn vị là triển khai rất là nhiều dự án trong suốt thời gian vừa qua. Về giá, bây giờ các bạn thấy dự án giá chắc hẳn các bạn khi mà đầu vào các bạn thấy giá là bao nhiêu ạ? 1,68 tỷ đồng một căn thôi. Cho thêm một tràng pháo tay đi bạn. Nhưng đây không phải là điều tôi cần nói. Theo các bạn giá này là giá chấp nhận được hay là giá rẻ? Bây giờ tôi thử phỏng vấn một bạn nha. Vì sao rẻ? Chúng ta là sale, khi mà khách hàng hỏi rằng em giá đây bao nhiêu, chúng ta nói rất là nhiều. Tại sao tôi lại nói cái điều này? Khách hàng ở Hồ Tây họ rất là chân thật. Đây là hành vi một chút nữa. Khách hàng ở Hồ Tây rất là chân thật. Bạn nào nói rẻ ạ? Bạn cho tôi biết vì sao nó rẻ và tôi sẽ giải thích cho các bạn sao nó rẻ. Theo anh vì sao nó rẻ? Theo anh vì sao với mức giá này nó là rẻ? Dạ anh chào giám đốc ạ. Đối với em thì em sẽ cho cái giá này nó là rẻ. Thứ nhất là vì ở đây đó là cái hạ tầng nó đã hoàn thiện. Cái thứ hai đó là có tất cả các tiện ích xung quanh. Cái thứ ba nữa thì cái nhu cầu của bất động sản ở đây về cái diện tích đất xây dựng ở đây nó hầu như nó không còn. Chính vì thế mà nó hình thành giá rẻ, và em cũng mong rằng là giá nó cao, rẻ quá không có căn để bán. Chào bạn Út, chào bác ta. Vâng, cảm ơn các bạn. Và ở đây tôi cũng chia sẻ các bạn luôn. Thứ nhất, một cái dạng trong thời gian vừa qua ở khu này luôn, chắc các bạn sẽ biết là đi ngược lên là khoảng 3 cây gần quốc lộ 1A. Dạng nào bạn biết không ạ? Akari City. Hiện nay Akari City dự án này được chuyển đổi. Trước đây chúng tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với đây và chúng tôi cũng có những cái pháp lý cũ của dự án này. Giá dự kiến công bố ra bình quân đợt 1 là khoảng 26 đến 28.
Nhưng mà tuy nhiên với quy mô dự án là gần 4.000 căn hộ thì cái giá bình quân của toàn dự án chắc chắn sẽ không thể nào dưới 30. Chúng ta nghe qua có vẻ như là khá bình thường, nhưng một số bạn sẽ khá là sốc, đặc biệt những bạn cũ. Càng cũ sẽ càng sốc. Bạn mới mới nhào vô thì các bạn chỉ biết giá đó thôi, nhưng bạn cũ đã từng bán những dự án cách đây 2-3 năm trước, các bạn sẽ sốc. Làm gì ở đó có giá? Làm gì ở đây giá 30? Xin lỗi các bạn, hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh này, giá dưới 25 triệu được xem là căn hộ giá rẻ. So với một năm trước, giá 22 triệu được gọi là giá rẻ. 2 năm trước, 3 năm trước, năm 2017, năm 2016 thì giá dưới 20 được xem là rẻ. Nhưng thời điểm sắp tới chúng ta sẽ thấy rằng, thứ nhất, ngoại trừ cái việc là anh Út có chia sẻ, các bạn phải để ý, có những dự án hạ tầng chưa có, pháp lý chưa có, dự án của chúng ta đã đóng tiền sử dụng đất rồi. Do đó gần như là khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái biến động giá và yếu tố chính trị trong thời gian tới. Và các bạn để ý vào năm sau, cuối năm nay và năm sau, giá sẽ đi một, mà nó sẽ lên cái biên độ mới. Cụ thể, thứ nhất, đất không còn thì chúng ta sẽ không bàn rồi ha. Thứ hai, hiện nay để ra được pháp lý của một dự án và một dự án được triển khai cuối năm nghiệm thu thì á, là bình quân đầu tiên là các bạn sẽ có 1/500 đúng không ạ? Sau đó là đóng tiền sử dụng đất. Đóng tiền sử dụng đất sau đó là sẽ ra giấy phép xây dựng. Vì cái vấn đề hiện nay toàn bộ thị trường, toàn bộ thị trường như thế nào ạ? Không có dự án, chứ không phải là không có đất. Không có đất ở trung tâm thôi, quận 6 không có đất thôi. Nhưng một số nơi khác xa hơn thì vẫn có đất, nhưng không có dự án. Vì sao ạ? Vì không định được giá trị đất. Và theo thông tin như chủ đầu tư chia sẻ thì tôi cũng chia sẻ với các bạn lý do vì sao chúng ta nói dự án này giá rất rẻ. Trong năm sau các bạn sẽ thấy giá rất là rẻ và khách hàng mua sớm, đó là một điều may mắn. Tại sao? Trước đây nhà nước sẽ không qua giá của khu vực, giá của cái con đường đó, đúng không các bạn? Để mà định ra một cái mức giá nhà nước và căn cứ vào đó người ta sẽ đánh thuế trên cái miếng đất mà chủ đầu tư sẽ xây dựng, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên hiện nay toàn bộ thị trường thành phố Hồ Chí Minh này, giá đất sẽ không được quy định theo kiểu đó nữa. Khi bắt đầu chủ đầu tư nộp hồ sơ thì lúc này nhà nước sẽ đưa qua một cái bộ phận thẩm định giá độc lập và định giá theo giá thị trường, và lúc này sẽ đưa lại cái đề nghị cho cơ quan cấp giấy phép, và lúc này chủ đầu tư phải đóng thuế dựa trên cái giá mới. Mà các bạn biết giá nhà nước và giá thị trường nó chênh lệch bao nhiêu phần trăm ạ? Ngày xưa là một dự án nó khá rẻ, chi phí khá là ít. Nhưng thời điểm hiện nay tất cả các dự án được thành lập sau thì gần như là hoàn toàn không có. Và do đó toàn bộ các dự án tính từ thời điểm này trở đi về sau, nếu như ra được pháp lý và giá bán được công bố ra, và các bạn phải để ý, nó không giống như giá truyền thông đâu nha. Ví dụ truyền thông là giá dự kiến khoảng 1.3 tỷ, nhưng mà tới hôm mở bán chỉ có khoảng 1 căn 2 căn. Nhưng dự án của chúng ta cái mức giá này nó cũng khá là nhiều nha các bạn nhé. Do đó là dự án này khá là ổn định, là tại vì cái đất của chủ đầu tư đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Đó là một cái lợi thế, ngoại trừ giá thành vật liệu xây dựng và một số cái chi phí về cái giấy tờ sau này thôi, thì nó khiến cho cái giá nó cao hơn một chút xíu. Và với cái vị thế như hồi nãy anh cũng có chia sẻ, nhu cầu cao, tiện ích, có hạ tầng sẵn luôn, không cần phải đầu tư gì cả, thì với cái mức giá này nó thực sự là một mức giá tốt. Bây giờ chúng ta đã cảm thấy nó tốt chưa ạ? Tốt thực sự chưa ạ? Chưa tốt lắm. Vâng, và hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều cái thông tin để chia sẻ với khách. Và đừng quên những thông tin tôi chia sẻ lúc nãy về cái vấn đề về giá đất là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Và một thông tin thứ hai khuyến mãi cho các bạn. Đố các bạn mỗi năm dân số thành phố tăng bao nhiêu phần trăm? Tăng bao nhiêu người các bạn biết không ạ? 200.000. Bạn nào biết? 200.000. Các bạn làm sale bất động sản, yếu tố làm sao để cho một bất động sản bán được hàng tốt là nhiều người mua, đúng không ạ? Dân số tăng, nhu cầu cao. Hiện nay có nhiều khách hàng nói với các bạn rằng đó là ồ thị trường xuống quá em ơi, mua làm gì? Để chờ mai mốt mua, đúng không ạ? Ai cũng sẽ nói câu đó hết. Nhưng bây giờ không mua thì mai mốt có mua được không? Không. Hiện nay theo như thông số từ bên tổng cục thống kê các bạn nha, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là dân số gần 10 triệu người, mỗi năm tăng thêm 233.000 người nhập cư và đa số đều trong độ tuổi lao động. Chính vì đó trong vòng 5 năm dân số thành phố tăng hơn 1 triệu dân. 1 triệu dân này ngang ngửa với dân số của một thành phố, ví dụ như là thành phố Nha Trang, thành phố Đà Lạt v.v. Trong vòng 5 năm thôi, thành phố Hồ Chí Minh đón thêm một thành phố mới. Chính vì đó nhu cầu nhỏ cực kỳ cao. Và vì vậy, có thể nói là Asiana Cavella chúng ta tung ra thời điểm này
gần như ngoại trừ tuyến khu đông của Akari và Vincity đang ở quận 9 ra, gần như rất là hiếm và không có dự án. Và chính vì đó đây thật sự là một cơ hội lớn cho tất cả các bạn và cũng như tất cả chúng ta đang ngồi đây. Và đây là một số các mặt bằng tầng điển hình thì tôi sẽ đi lướt qua để cho các bạn xem thôi. Và các bạn có thể tham khảo là một trong cái tầng của bán hàng. Thứ nhất là dự án của chúng ta 2 tầng hầm nha các bạn. 2 tầng hầm. Chi phí nó sẽ cao hơn so với những cái dự án khác mà chỉ xây dựng 1 tầng hầm. Thì chính vì đó mà cái chất lượng của nó cũng sẽ cao hơn, cái thời gian xây dựng của nó sẽ lâu hơn. Vì vậy là các bạn phải nắm những thứ này để chia sẻ chất lượng của nó. So với những dự án khác không có hầm thì như là nó thấp cấp hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa là đối với tầng 1 thì cao là 45m, tầng 2 là 3,45m. Và đối với tầng 3 và tầng 4 thì do nó có là lầu thì chiều cao của mỗi tầng là khoảng 6m3. Và trong đó là căn hộ thường của chúng ta sẽ cao là 3,15 từ cốt đến cốt các bạn ha. Và ở tầng 18 sẽ là 3,45, nó sẽ cao hơn một chút xíu so với các tầng còn lại. Và ở tầng 19 là cao 5,8, nó là cái căn hộ đúp lên. Và đây là mặt bằng tầng 1, tổng cộng chúng ta là có là 20 căn thôi. Trong đó là có 2 căn ở phía ngoài, có diện tích đầy đủ trong cái công cụ. Và đây là tầng 2, nó hơi khác cái là đối với tầng 3, tầng 4 thì có lẫn. Tầng 2 thì cái này là phần lửng. Cái phần diện tích này là cái phần diện tích ngủ ở lầu 2 thì nó sẽ được hiển thị ở trong sổ. Và khóa tàng vẫn có thể xây thêm nha các bạn nha. Nghĩa là khách hàng vẫn có thể mở rộng hơn một chút để mà có thể là nới rộng cái không gian của mình. Tại vì là hiện nay là nó theo cái mật độ quy hoạch thì chủ đầu tư sẽ xây dựng như đó thôi. Thì đây là cái thiết kế của tầng 2. Gần như là cái shop house có thể nói là số lượng ít và rất là hiếm. Tiếp theo nữa là đối với cái Smart Office thì đây là cái mặt bằng Max Office của chúng ta, thì nó là nằm bao bọc, nó hiện nay theo cái cấu trúc của giống như là một số cái trung tâm thương mại hiện nay, ví dụ như là chợ vải, những cái cấu trúc thương mại xưa của Sài Gòn Chợ Lớn thì nó được đưa vào đây để chuyển đổi thành hiện đại hơn, thì nó sẽ tạo thành những cụm cộng đồng, ví dụ như là kinh doanh về vải vóc và cũng như là những mặt hàng khác, ví dụ như là hóa mỹ phẩm vân vân, và những cái mặt hàng về cái dầu gội đầu cũng như những hoạt động khác, và cũng như là chúng ta thì kinh doanh các hoạt động ví dụ như là tiệm thuốc tây vân vân, những cái dịch vụ mà có thể là hỗ trợ cho cái cư dân. Còn đây là tầng 3 lửng thì đã được bố trí sẵn hết luôn, nói cầu thang lên thì rất là phù hợp ha các bạn ha. Đối với các tầng 3 thì nó là đây tầng 3 lửng. Đối với tầng 3 thì đối với cái lửng thì nó sẽ rộng hơn so với cái tỷ lệ mà diện tích ở tầng trên. Còn đây là tầng 4. Tầng 4 của chúng ta thì có khoảng là 15 căn Smart Office và trong đó là có 4 căn duplex. Trong tờ gấp có hết các bạn, cuối giờ chúng ta sẽ nhận ha. Không sao hết, trong tờ gấp thì chất lượng sẽ cao hơn một chút và các bạn hãy nhận được cái file này. Và đây là thiết kế của từng căn. Đầu tiên là căn 55, căn 67 và căn 45,69. Thì gần như là cái thiết kế nó cũng khá là đầy đủ cho các bạn. Đây là thiết kế của cái Smart Office. Nó có cả tầng lửng. Chủ đầu tư sẽ xây và cũng như là giá sẽ rẻ hơn so với là cái giá bình quân của tầng trên. Do là cái phần xây thêm nó là thương mại dịch vụ các bạn. Chứ nó không phải là giá trên giá dưới cộng lại xong mà lấy diện tích đó như cái giá. Nó không có tính như vậy. Và đây là căn số 77m và căn 45m. Còn đây là căn hộ thường thì chúng ta sẽ có điển hình, nó sẽ có một số khác biệt chút xíu. Tôi sẽ có một cái slide thứ hai để cho các bạn hệ thống được và rất là đơn giản để chúng ta nhớ. Đây là tầng 5 đến tầng 18 và các bạn để ý một số căn mặt tiền ở đường Trần Văn Kiểu. Các bạn coi mặt tiền đường Văn Kiểu á, các bạn nó hơi có cái cửa sổ, xin lỗi bộ phận kỹ thuật hỗ trợ giúp. Khu vực cửa sổ ngoài các bạn, đây là cái khu vực cửa sổ, thì một chút nữa có một số căn nó sẽ khác nhau về hướng cửa. Và nếu các bạn để ý trong cái cảnh phối của chúng ta có một số cái là nó đảo ngược cái hướng cửa ban công và cũng như hướng cửa phòng ngủ. Và điển hình của chúng ta số lượng căn hộ thường rất là nhiều và diện tích tất cả các căn ở mặt view hồ bơi là 50, 70, 62, 65. Còn đối với mặt ngoài gần như là diện tích lớn và căn gốc, bố trí rất là hợp lý. Ai mà muốn view đẹp hơn những cái căn mặt ngoài thì gần như là thoáng đẹp. Và đây là về cái hướng view. Các bạn để ý, chúng ta có hai nhóm,
đối với tầng điển hình từ tầng 5 tầng 18. Nhóm 1 là từ tầng 5 tầng 18, những căn điển hình bình thường. Thì các bạn để ý 2 căn, căn số 4 và căn số 6. Căn số 4 và căn số 6. Đối với ở căn hộ thường thì hướng cửa sổ phòng khách và phòng ngủ là hướng Tây Bắc. Chúng ta đang có cái bản đồ ở bàn đông Tây, Tây Bắc là hướng cửa sổ ở hướng Tây Bắc, tầng số 6, căn số 6 là hướng bên này. Tức là nó sẽ nhìn về cái hướng của công viên Phú Lâm. Còn những cái căn ở ngay chỗ các tầng là 5, 9, 12A và 17 thì nó sẽ xây về cái hướng bên này. Đó là hướng Tây Nam. Chỉ riêng các cụm của 4 tầng này là nó khác biệt. Các bạn chỉ cần để ý hai căn số 4 và số 6 thôi. Đối với căn số 4 và số 6 á, thì á, là gần như là cái tầng điển hình thì nó sẽ đi theo hướng này. Và đặc biệt là có 4 nhóm tầng thì trong đó chủ đầu tư giữ là tầng 9. Do đó các bạn không cần phải lưu ý đến tầng 9 nữa. Chỉ có là tầng 5. Tầng 5, 12A và cũng như là 17 thì nó là cái hướng cửa nó khác biệt thôi. Thì đối với cái căn số 4 thì hướng cửa của nó là Tây Bắc, Master nha, hướng phòng ngủ Master và cũng như là hướng ban công. Rồi, thì dễ nhớ và đơn giản như thế thôi. Thì nó đảo ngược lại đối với 4 tầng đó. Và đây là thiết kế của các căn hộ thường. Thì đây là thiết kế điển hình thôi các bạn. Đây là cái hướng view nè các bạn. Cái hướng view cửa của ban công đó, bạn, ha. Đó thì nó chỉ đảo ngược lại chút xíu. Thì các bạn hãy xem chi tiết những cái này trong thiết kế của tầng gấp và cũng như là tất cả các bộ bán hàng sẽ gửi cho các bạn sau chương trình. Và đây là thiết kế của các căn hộ còn lại 48, 62, 53, 64, 61. Và đây là tầng 19. Tầng 19. Và đây là thiết kế của tầng 19. Đối với tầng 19 á, thì căn này chủ đầu tư cũng giữ lại luôn rồi. Vậy các bạn cũng đừng quan tâm luôn. Ha bạn ha. Là chúng ta sẽ không có căn số 8 đó. Và đây là tầng lửng. Đây là thiết kế của các căn. Chúng tôi có đầy đủ hết các thông số tin tường, lọt lòng của trệt và cũng như của lửng cho tất cả các bạn. Và đối với tầng lửng thì giá dự kiến bình quân là khoảng 4 đến 5 triệu đồng thôi. 4-5 triệu đồng, các bạn hiểu cách tính này không à? Đối với tầng dưới thì giá đôi khi nó sẽ cao hơn căn hộ thường hoặc là cái gì đó, thì tới khi chúng ta công bố thì các bạn sẽ có giá chính thức. Đối với cái phần lửng thì nó do nó không được ghi nhận trong sổ hồng và nó sẽ được ký bằng một cái loại hợp đồng. Theo như chúng tôi thông tin được biết tới thời điểm này là một cái hợp đồng là hợp đồng thi công, thì khách hàng sẽ chỉ trả cái phần riêng. Các bạn đã từng bán con nít thì các bạn cũng biết cái loại hình này rồi, ha bạn ha. Đăng ký kênh ủng hộ mình và nhấn vào cái chuông, mình có video mới nó sẽ thông báo ở trên cái thanh trạng thái cho các bạn nha. Ok, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.